Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Đây đang là buổi sáng vào ngày 11 tháng 3. Thì trong clip này chúng tôi lại giới thiệu tới quý vị một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế phòng khách như ý voi tay thẻ bài bằng gỗ hương đá. Bộ này là bộ tay 12, cột 12 và ghế già là dài 2m50. Trên màn hình quý vị đang theo dõi đây là những người thợ của chúng tôi đang dùng những chiếc súng phun sơn để phun lót. Mới phun lót thôi thì gỗ hương đá nó đã đều và đẹp như này rồi. Tôi giới thiệu qua về kích thước cho quý vị được biết là chiếc ghế giả chúng tôi làm dài 2m50, sâu 69 và toàn bộ phần vách là chúng tôi làm dày 2 phân và phần khung là chúng tôi làm 5 phân, phần cột chúng tôi làm dày 7 phân. Còn phần ván mặt là chúng tôi làm khuôn 4 phân, mặt ván dày 2 phân. Và cao tổng thể từ dưới đất lên đến phần trương là cao 1m28. Những mặt hàng mà bộ phận ghế phòng khách chúng tôi làm ra thì khác hoàn toàn các cơ sở khác trên thị trường để quý vị có thể nắm bắt được thông số cũng như là kích thước. Đây là bộ bàn ghế như ý voi tay thẻ bài gỗ hương đá cột 12. Ghế dài dài 2m50. Bộ này là chúng tôi đục trương voi và phần vách là chúng tôi đục chữ đồng tử. Hai phần vách bên hông là chúng tôi đục cá chép. Và dưới phần tay thì chúng tôi có chạm những đồng tiền và chuyện tàu. Phần chân chúng tôi cũng chạm chuyện tàu. Bộ bàn ghế cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều và đẹp. Quý vị có thể theo dõi từ đằng sau đây. Chúng tôi sẽ quay rất chậm cho quý vị xem. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bộ bàn ghế như ý tay thẻ bài này là bộ gồm 10 món. Một ghế dài, 4 ghế đơn, một bàn, hai đôn và hai bàn trà. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng chiếc mặt bàn đây. Là chúng tôi làm kích thước là rộng 97 và dài là 1m67. Phần giữa chúng tôi chạm chống đồng Đông Sơn. Đây là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở Hà Nội. Chị đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi. Thì hôm nay chúng tôi xong phần mộc và đưa vào lót thì chúng tôi có quay lại video để cho khách hàng ở xa không về cơ sở xem được. Thì có thể theo dõi qua video trực tuyến trên YouTube hoặc website Đồ Gỗ Hiền Lanh cũng như là trang Facebook Đồ Gỗ Hiền Lanh. Quý vị có thể xem được hình ảnh cũng như thông số và kích thước. Toàn bộ là chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Phần trương là chúng tôi đục trương voi và nghê. Hai phần cột chúng tôi đục chữ thọ. Phần tay này là chúng tôi để trơn. Bên cạnh những mẫu ghế như ý này thì có bộ chúng tôi đục phần tay và có bộ chúng tôi để trơn. Rất nhiều mẫu. Quý vị ưng mẫu nào thì có thể gửi qua Zalo 0986 883349. Thì chúng tôi sẽ báo giá bộ đó. Quý vị có thể xem được phần vân gỗ đây. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.